Trời, chỉ mưa kéo tới đây đang thui hết trơn rồi cả nhà ơi. Bây giờ mình đi hái mướp lẹ để vô mình làm món ăn thôi nha. Đó, gió cái đọt dừa nó ngã nghiêng hết rồi kìa. Giờ mưa nó cũng hơi nặng hạt hơn rồi, mình sẽ đi hái mướp lẹ thôi nha. Rồi kéo tới đen hết nè. Chào các bạn nha. Hôm nay mình chia sẻ với các bạn một món ăn dân dã đồng quê, đó là cá chê kho gừng nha. Món cá chê kho gừng này rất đơn giản dễ làm, nhưng mà có cái mẹo giúp cho cá của mình nó hết tanh, rồi cá nó chắc thịt ngon hơn nha. Ở đây thì khi mua cá về á, mình đã làm cho thật là sạch nè. Ở bên cái cổ cá này nè, nó có hai cái cục màu đỏ, đó là hai cái cục nhớt tanh đó các bạn. Thì khi mần á, mình cắt sâu vô để mình lấy ra thì cá nó sẽ giảm tanh nha. Và mần cá thì ở đây mình mần với nước nóng. Khi mần xong á, mình rửa qua nước giấm với muối để cho cá nó sạch hơn. Rồi bây giờ mình sẽ đi khứa ra thành từng khúc vừa ăn. Nếu các bạn nấu canh chua thì mình khứa cho nó dày hơn, kho thì mình khứa hơi mỏng hơn, tùy theo sở thích của mình nha. Khứa ra thành từng khoanh vừa ăn như thế này. Rồi bây giờ để cá vào một bên, mình sẽ đi pha cái phần để ướp cá nha. Mình cho vào đây là một muỗng lưng đường, cà phê hạt nêm, nửa ký cá nha các bạn, khoảng nửa muỗng cà phê muối, nước mắm nha, cho cá dậy mùi thơm thì mình ướp 2 muỗng nước mắm. Cái gia vị mình thích ăn mặn nhạt như thế nào mình có thể tăng hoặc giảm nha. Bây giờ cá đã làm sạch xong và khứa ra thành từng khứa giang. Rồi thì mình cho cá vào, mình ướp cá trước khoảng 20 phút. Vậy thì cá của mình nó sẽ thơm ngon hơn và nó dẻ thịt hơn nha các bạn. Cho vào đây một ít nước màu. Nước màu này mình thắng từ nước dừa. Các bạn không thắng nước dừa thì các bạn có thể thắng từ màu đường cũng được nha. Một ít tiêu xay. Xong rồi mình sẽ trộn đều lên. Vậy giúp cá của mình nó sẽ thấm và nó sẽ chắc thịt ngon hơn nha. Khoảng 60 gram gừng mình sẽ đi sắc mỏng ra. Hôm nay thì mình sẽ kho bằng cái nồi đất tráng men này. Dầu vừa nóng rồi thì mình sẽ cho tỏi vào phi thơm. Thêm một ít tỏi trước vậy kho cá sẽ dậy mùi thơm ngon hơn. Tỏi nó vừa vàng thơm rồi thì mình cho cá vào liền luôn. Mình cạn nước rồi thì mình cho một ít nước nóng vào để mình kho cho cá nó chín nha. Mình cho nước nóng để cá nó không có bị tanh. Thêm vào đây một ít lát gừng trước để kho chung với cá. Còn một ít thì mình sẽ cho sau. Sôi lên mình sẽ vớt bọt và kho từ từ cho cá thấm rút. Cá bây giờ nó đã sôi lên có bọt thì mình sẽ vớt bọt bỏ đi. Để cho cá chín rồi thì mình sẽ cho thêm gừng, hành lá và ớt vào. Gừng này là mình sắc sợi nhuyễn. Ớt thì tùy các bạn, ăn nhiều thì mình cho thêm nhiều nha. Cho thêm hành lá cho nó dậy mùi thơm hơn. Rồi bây giờ cứ mở lửa nhỏ, mình kho cho cá nó còn hơi xâm xách nước là được nha. Món cá chê kho gừng của mình đã xong rồi các bạn. Rất là đơn giản, nhanh, gọn lẹ. Mình đã có ngay cái món ăn dân dã thơm ngon này ha. Cái nồi đất này nó nóng lắm, nó còn đang sôi nè. Thì mình cho thêm một ít tiêu xay đó, cho nó dậy mùi ngon hơn. Cá chê kho gừng cách này thì thơm ngon, không bị tanh ha. Ăn rất là ngon cơm. Mình ăn kèm với các loại rau sống, rau luộc, đều ngon hết. Trong những ngày mưa gió
nước nổi này thì ở quê mình á, cá bà con bán ra nhiều nên mình thường hay làm những món cá như thế này, chia sẻ các bạn cùng xem nha. Nếu các bạn thích món cá kho thì hãy thử và biết làm cho gia đình mình dùng nha. Mến chào, hẹn gặp lại các bạn vào những clip tiếp theo nữa nha.